Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài được nhiều Geekbot hơn thường lệ và sẽ có một cách để giúp bạn nhận được 225 Geekbot hoàn toàn miễn phí nha. Đối với cách đầu tiên là nhập code trong game, sau khi nhập hết tất cả code thì anh em sẽ nhận được 225 Geekbot. À mà đây là hai code sẽ giúp anh em nhận được phở di gian hàng nha. Tiếp theo là cách thứ hai, cách này sẽ không miễn phí nhưng giúp anh em nhận rất nhiều Geekbot. Anh em có thể thấy khi donate 10 Robux thì chỉ nhận được 15 Geekbot. Còn nếu donate 5 Robux thì nhận được 11 Geekbot. Nhưng nếu anh em donate 1 Robux thì sẽ nhận được tận 5 Geekbot luôn nha. Nên nếu anh em có cài Geekbot thì khuyên anh em đừng donate trên 5 Robux nhé. Chỉ cần tìm một ai có nhiều game bát 1 Robux rồi cài là ngon luôn nha. Thay vì tiếp tục nói sàm sàm thì mình sẽ kết thúc video nhé.